Nên biết cái xe mà người ta hay cho đi vào trong bệnh viện không? Không. Em thấy bao giờ chưa? Đây, biết hai bảy thùng nào đó mà này. À, mình Bà cùng đừng nhau mà đóng. nó mang cho thêm bút chúng ta thì ta phù hợp tình nước đoán cho bao tôi này. Bà đó mà, có gì em đi làm được trường mới. Thì bà đứng đây này. Bạn bác tử của mình, bác biết bài mình cùng nhau đóng băng chứ. Đố em biết bác có mấy bông hoa? Ừ, đúng rồi, ba bông hoa. Rồi. À, còn biết đến số 5 rồi à? Nhưng mà tao không phải cần thuần tránh á. Thế nên em biết đếm các số bằng tiếng Anh không? Wow. Sao lại đến file rồi, đến đến gì nữa? One, two, three, four, five. Đây, ba đây, bắt đây, à, tất đây. Đây vào đây, F, 5, T. Wow, đếm được 10 rồi. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Con chữ nào? Con học đâu đấy? Học đâu? Học từ hồi bé rồi. Học từ hồi bé rồi Học à? từ hồi 1 tuổi rồi. Vua biết à? Mình đã vừa tô xong bức tranh quả táo. Mọi người ấn like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Ừ, đúng Xin rồi. chào. Nếu mà bạn không tắt ra thì mình sẽ không quay video đâu. À, chắc bạn em kinh nhờ. Bạn em hơi to dữ. Bạn em trốn học. Mà biết đại ca mình nói gì không? Hay là cho bạn em đi học lại nhỉ? Bạn em cho em đi học lại nhỉ? Được không em? Rồi theo đi. Mình vừa tô xong tranh của ba bông hoa rất là xinh, bông hoa nhụy màu vàng này, các bạn còn cái ơi, các cánh màu bạn hồng này. To rồi đi Xong cho các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mặt ơi, mặt tao mình đầy hoa luôn.